Như đã biết, King's Cup 2019 sẽ được Hiệp hội bóng đá Thái Lan FFT dự kiến tổ chức vào tháng 6 tới. Theo thông tin mới nhất, ngoài Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam, đội bóng nhận lời tham dự King's Cup sẽ là El Salvador, một đại diện của khu vực Trung Mỹ. King's Cup sẽ diễn ra vào FIFA Day đợt tháng 6 tới đây. Đây sẽ là các trận giao hữu chính thức thuộc hạng A FIFA nên sẽ có ảnh hưởng lên bảng xếp hạng FIFA. Đối với đội tuyển Việt Nam, King's Cup sẽ là bước chuẩn bị trước thềm vòng loại World Cup năm 2022. Và để chuẩn bị cho giải đấu giao hữu khá quan trọng này, hãy cùng Người Bóng Đá TV đến với dự đoán đội hình mạnh nhất mà huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sẽ mang sang Thái Lan nhé. Thủ môn Đặng Văn Lâm. Đầu tiên chính là vị trí cực kỳ quan trọng là thủ môn. Với cấp độ đội tuyển quốc gia, đương nhiên sẽ có thể kể đến hai cái tên quen thuộc là Đặng Văn Lâm và Bùi Tiến Dũng. Ngoài ra Việt Nam còn một thủ thành khá tốt khác là Nguyễn Tuấn Mạnh. Tuy vậy thì gần đây Tuấn Mạnh đã có phong độ không tốt và có những màn trình diễn khá tệ ở cúp quốc gia, nên nhiều khả năng thầy Park sẽ ưu tiên lựa chọn giữa Tiến Dũng và Văn Lâm. Tuy vậy có thể nói rằng cuộc cạnh tranh này gần như đã có kết quả ngay từ thời điểm này. Với Bùi Tiến Dũng, anh đã có cơ hội không thể tốt hơn để ghi điểm trước giới chuyên môn và cả huấn luyện viên Park. Nhưng những gì thủ thành của câu lạc bộ Hà Nội thể hiện là không đáng kể. Không những thế, phong độ của Bùi Tiến Dũng vẫn đang là vấn đề lớn để huấn luyện viên Park Hang-seo phải đau đầu, đặc biệt ở SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm. Về phần Văn Lâm, sau khi tỏa sáng ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, anh đầu quân cho đội bóng mới Muang Thong United. Ở một môi trường mới, xung quanh các đồng đội mới, Đặng Văn Lâm vẫn hòa nhập rất nhanh và đều đặn tỏa sáng hàng tuần, bảo vệ mảnh lưới cho câu lạc bộ Muang Thong United tại giải Thái League. Hầu như vòng đấu nào thủ thành Việt kiều này cũng có những pha cứu thua xuất sắc, góp công trong các chiến thắng của Muang Thong United. Đặng Văn Lâm đang bước sang tuổi 26, độ tuổi vàng của cầu thủ bóng đá. Ở độ tuổi này, một cầu thủ thường đạt đến đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của mình, phát huy tối đa năng lực chuyên môn của bản thân. Với tình hình ấy, sẽ không quá khó khăn để đưa ra lựa chọn giữa Tiến Dũng và Văn Lâm. Hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng. Nơi hành lang cánh phải đội tuyển Việt Nam sẽ đón gương mặt khá quen thuộc, Vũ Văn Thanh, trở lại sau gần 6 tháng phẫu thuật chấn thương dây chằng đầu gối phải và tập luyện hồi phục tại Seoul, Hàn Quốc. Hậu vệ Vũ Văn Thanh sẽ kết thúc đợt điều trị tại xứ Kim Chi và trở về nước vào ngày 3 tháng 4. Trước khi AFF khởi tranh, nhiều người đã hết sức lo ngại về vị trí mà Văn Thanh để lại vì chấn thương. Khá may mắn là Trọng Hoàng đã làm tốt công việc đó và giúp người hâm mộ tạm quên đi khoảng trống mà hậu vệ đa năng này để lại. Những gì mà Trọng Hoàng đã làm được quả thực hết sức phi thường. Đầu tiên, anh từ tiền vệ cánh được kéo về đá như một hậu vệ, tham gia nhiều hơn vào khâu phòng ngự, nhưng không vì thế mà anh quên đi khả năng tấn công. Có thể thấy ở AFF Cup và Asian Cup, vai trò của Trọng Hoàng là lớn như thế nào. Trọng Hoàng giống như một động cơ vĩnh cửu bên hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam. Anh lên công về thủ suốt 90 phút mà không biết mệt. Thậm chí tranh chấp với những cầu thủ to con hơn mình, anh cũng không hề lép vế. Và với việc Văn Thanh mới trở lại sau chấn thương, sẽ rất khó để Văn Thanh có thể đòi lại vị trí này từ tay Trọng Hoàng. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Bên phía đối diện, thực sự bóng đá Việt Nam chưa thể tìm được một người xuất sắc hơn Đoàn Văn Hậu ở vị trí này. 19 tuổi, Văn Hậu đã làm nên lịch sử cùng đội U23 Việt Nam tại Thường Châu và kéo theo đó là những chiến tích tại ASEAN, AFF Cup hay Asian Cup. Và giờ khi chuẩn bị tròn 20 tuổi, Văn Hậu mở ra chiến thắng của Việt Nam trước người Thái, tái khẳng định những gì anh và các đồng đội làm được trong hơn một năm qua, không phải một cơn lên đồng phong độ theo kiểu F9. Chứng kiến màn trình diễn chững chạc và đầy tự tin của Đoàn Văn Hậu tại AFF Cup 2018 rồi Asian Cup, trước những đối thủ rất mạnh tới từ những nền bóng đá hàng đầu châu lục, cầu thủ trẻ hay nhất Việt Nam 2018 tiếp tục có màn thể hiện ấn tượng, tạo thành chốt trận đáng tin cậy nơi hành lang cánh trái đội tuyển Việt Nam. Đoàn Văn Hậu chưa đến tuổi 20 nhưng đã là một trong những hậu vệ hàng đầu Đông Nam Á và có tiềm năng cực lớn để trở thành một hậu vệ hàng đầu châu Á. Cầu thủ trẻ người Thái Bình sở hữu tốc độ tốt nhờ xài chân dài, thể hình tốt, có thể nói là dạng hiếm ở Việt Nam, 1m85. Đây là tố chất cần thiết để Văn Hậu có thể cạnh tranh ở đấu trường châu lục. Lối chơi của Văn Hậu thông minh và hiện đại. Khả năng phòng ngự của anh được đánh giá cao với những pha đánh chặn kiểu liềm gạt đã trở thành thương hiệu. Khả năng tấn công của Hậu từ tạt cánh cho đến dứt điểm với những pha vẩy má ngoài điêu luyện đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Nói vậy không phải là không có ai có thể thay thế được Hậu, nhưng ở thời điểm hiện tại sẽ rất khó để tìm được người làm được những gì mà Văn Hậu có thể làm. Bộ ba trung vệ Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh. Với sơ đồ ba hậu vệ đã mang lại thành công cho đội tuyển Việt Nam hơn một năm qua, chắc chắn không chỉ huấn luyện viên Park mà cả những người hâm mộ cũng đã có thể định hình ra bộ ba trung vệ tốt nhất thời điểm hiện tại của bóng đá Việt Nam. Đầu tiên chính là hạt nhân Trần Đình Trọng. Với những gì mà Đình Trọng đã thể hiện, hẳn không người hâm mộ nào có thể đưa ra bất cứ lý do nào cho việc cất Đình Trọng, ngoài việc cầu thủ này dính chấn thương. Bình tĩnh, kỹ thuật tốt, nhãn quan chiến thuật và khả năng đọc trận đấu thuộc hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Để nói về tài năng và tầm quan trọng của trung vệ trẻ này, hẳn là tốn không ít giấy mực. Có thể nói trong ba trung vệ, Đình Trọng chính là trái tim và khối óc của bộ ba ấy. Bên cạnh Đình Trọng chính là người đồng đội ở câu lạc bộ Hà Nội và cũng là người đã thi đấu cùng anh ở khắp các cấp đội tuyển, Đỗ Duy Mạnh.
Mạnh Gắt cũng chính là một trong những trung vệ được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng nhiều nhất cùng Đình Trọng. Thể hình tốt, khả năng tranh chấp và chuyển bóng tốt. Đặc biệt hơn, Duy Mạnh và Đình Trọng còn hết sức hiểu ý nhau trong mỗi tình huống bóng. Cái tên còn lại trong bộ ba trung vệ chính là Quế Ngọc Hải. Hải Quế luôn được xem là một trong những trung vệ nóng nảy và có phần bạo lực nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng điều ấy không hoàn toàn đúng khi anh thi đấu dưới trướng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Người ta đã thấy một Quế Ngọc Hải hoàn toàn khác mỗi khi lên tuyển. Anh điềm tĩnh hơn, khôn khéo hơn và cũng ra dáng thủ lĩnh hơn. Những điều mà ít khi người hâm mộ được thấy ở chàng trung vệ này khi ở câu lạc bộ. Ngọc Hải cũng thi đấu cực kỳ ăn ý cùng Đình Trọng và Duy Mạnh, đã tạo nên lá chắn thép cho đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018. Ngoài ra còn những cái tên khác cũng rất tài năng như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Trung và Tấn Sinh. Đặc biệt là Tấn Sinh đã có màn trình diễn hết sức thuyết phục ở vòng loại U23 châu Á. Cầu thủ trẻ này thi đấu khá tốt và là nhân tố quan trọng giúp U23 Việt Nam không để lọt lưới lần nào ở vòng loại. Tiền vệ Hùng Dũng. Tiền vệ Hùng Dũng, Huy Hùng. Một đôi tiền vệ trung tâm có thể định hình là Hùng Dũng và Huy Hùng. Những gì cả hai thể hiện ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 là quá đủ để nói lên tầm quan trọng của cả hai ở khu vực trung tuyến. Với Hùng Dũng, Huy Hùng, tuyến giữa của Việt Nam trở nên cứng cáp hơn nhiều ở mặt phòng ngự, nhưng cũng rất nguy hiểm khi tham gia tấn công. Cả hai đều có khả năng đánh trận khá tốt, đặc biệt là Hùng Dũng. Ngoài ra, tiền vệ này cũng sở hữu những cú sút xa hết sức nguy hiểm. Bên cạnh đó, Huy Hùng ngoài việc hỗ trợ phòng ngự thì anh còn sở hữu khả năng thoát pressing khá tốt, qua đó tạo ra khoảng trống cho đồng đội và tung ra những phương án tấn công rất tốt. Có thể nói cả Hùng Dũng và Huy Hùng chính là mẫu tiền vệ đa năng và có thể hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ. Đây cũng chính là mẫu cầu thủ ưa thích của thầy Park khi xây dựng đội hình. Nói là vậy nhưng hàng tiền vệ của Việt Nam cũng có rất nhiều nhân tố nổi bật, có thể kể đến như Đức Huy, Minh Vương, Xuân Trường, thậm chí Quang Hải cũng có thể được kéo về đá tiền vệ mỗi khi cần. Ngoài ra một cái tên sáng giá nữa là Ngô Hoàng Thịnh cũng được nhắc đến. Hoàng Thịnh chính là cái tên mà người hâm mộ nuối tiếc nhất khi không được ông Park Hang-seo gọi trở lại đội tuyển quốc gia sau chấn thương. Đơn giản vì cầu thủ này có lối đá năng nổ, nhiệt tình và không kém phần hiệu quả. Và với phong độ cực cao trong những vòng đấu vừa qua của V-League thì rất có thể Hoàng Thịnh sẽ được thầy Park cho cơ hội. Tiền đạo cánh phải. Tiền đạo cánh phải Nguyễn Quang Hải. Quang Hải luôn là nhân tố chủ chốt ở mọi đội bóng mình đầu quân, giành nhiều thành tích ấn tượng và được ghi nhận là cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất thời điểm hiện tại. Quang Hải có thể chơi tốt ở bất cứ đâu, từ chạy cánh, hậu công hay tiền vệ trung tâm. Và từ mọi vị trí, anh đều có khả năng đe dọa đối thủ. Điều đáng nói là chàng cầu thủ bây giờ đã 21 tuổi, không bao giờ bị ám ảnh bởi các bàn thắng và luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Điều ấy được thể hiện rõ nhất nhất trong chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, khi U23 Việt Nam đang dẫn trước Thái Lan với cách biệt 3 bàn và được thi đấu hơn một người. Trong khi các đồng đội tỏ ra hưng phấn quá mức và bỏ vị trí lên tham gia tấn công, Hải Con chính là người hò hét và kêu gọi các đồng đội quay trở lại vị trí và giữ vững đội hình. Với tài năng của mình, Quang Hải chắc chắn vẫn là một trong những ngòi nổ đáng sợ của đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo cánh trái Phan Văn Đức. Tiền đạo cánh trái Phan Văn Đức. Phan Văn Đức thường được xem như một quân bài chiến lược ở các giải đấu trước, nhưng kể từ AFF Cup 2018, vị thế của tiền đạo trẻ này đã thay đổi hoàn toàn khi anh thường xuyên là sự lựa chọn cho một suất trong đội hình chính của huấn luyện viên Park. Cách chơi của Văn Đức không cầu kỳ hoa mỹ như Công Phượng, anh luôn đơn giản hóa mỗi khi có bóng trong chân. Nhìn cách mà Văn Đức thi đấu trên sân, người hâm mộ luôn thấy được sự năng nổ của Đức Cọt. Ẩn mình dưới vóc dáng mỏng cơm ấy lại là nguồn năng lượng vô tận, thứ vũ khí khiến hàng thủ đối phương mệt nhoài mỗi khi phải đối đầu. Rõ ràng trong một năm qua, Phan Văn Đức là cái tên có bước tiến thần tốc nhất trong đội hình Việt Nam. Tất nhiên bản thân cầu thủ này vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và đương nhiên, để nói đến hai vị trí của Đức và Hải thì vẫn còn đó những cái tên vô cùng sáng giá như Công Phượng, Văn Toàn, hoàn toàn có thể thay thế vị trí mà hai người đồng đội trên để lại. Đặc biệt về Công Phượng sẽ là một ẩn số hết sức thú vị của thầy Park ở giải đấu này. Phượng đang dần hòa nhập ở K-League và đã có những bước đi được cho là rất chắc chắn ở Hàn Quốc. Có thể Phượng sẽ được sử dụng như một tiền đạo cánh để quấy rối hàng thủ và tận dụng kỹ thuật, tốc độ của mình để tạo ra đột biến. Hoặc cũng có thể anh sẽ được sử dụng như một tiền đạo cắm giống như ở Asian Cup 2019. Với một cầu thủ có kỹ thuật, tốc độ và đa năng như Công Phượng thì ắt hẳn sẽ có rất nhiều bất ngờ mà huấn luyện viên Park sẽ dành cho đối thủ. Tiền đạo Hà Đức Chinh. Vị trí trung phong trong đội hình này cũng là một trong những cơn đau đầu với huấn luyện viên Park. Khi mà lão tướng Anh Đức sẽ không góp mặt ở đội tuyển nữa, khiến vị trí này càng ít đi sự lựa chọn. Sáng ra có thể kể đến vua phá lưới nội mùa giải vừa rồi, Nguyễn Tiến Linh. Tuy vậy, tiền đạo này đang gặp phải những vấn đề nhất định, trong đó có chấn thương, khiến anh không thể tham dự vòng loại U23 châu Á. Còn lại khả dĩ nhất có thể nói đến là Hà Đức Chinh. Sau quãng thời gian dài tịt ngòi ở đội tuyển, Đức Chinh cũng đã có được một bàn thắng đẳng cấp vào lưới của U23 Thái Lan. Bàn thắng này không chỉ có ý nghĩa mở ra bước tiệc bàn thắng cho U23 Việt Nam, mà còn giúp cho Đức Chinh tháo gỡ được áp lực đè lên tiền đạo này. Và biết đâu, khi những áp lực được trút bỏ, Đức Chinh sẽ thể hiện bộ mặt khác và sẽ thi đấu bùng nổ hơn.
kiến của đội tuyển Việt Nam tham dự King's Cup sắp tới. Theo các bạn, đây đã là đội hình tốt nhất của đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại hay chưa? Hãy comment ý kiến của mình ở bên dưới video này để cùng nhau thảo luận thêm nhé! Tuyển U23 Việt Nam với lực lượng các cầu thủ được tuyển chọn cho chiến dịch SEA Games 30 sẽ khởi động quá trình chuẩn bị bằng trận đấu giao hữu với tuyển U23 Myanmar vào ngày 7 tháng 6 tới. Chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 30, thầy trò Park Hang-seo đối đầu U23 Myanmar. Trận đấu này cũng được đánh giá là bài test đầu tiên về nhân sự cho U23 Việt Nam với sự góp mặt của nhiều gương mặt thuộc thế hệ các cầu thủ trưởng thành từ lứa U19. Thành phần ban huấn luyện cũng sẽ có những sự bổ sung để đáp ứng tốt nhiệm vụ trong bối cảnh đội tuyển quốc gia hội quân vào cùng thời điểm để chuẩn bị tham dự King's Cup 2019 tại Thái Lan. Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển trẻ Việt Nam từng để thua Myanmar với tỷ số 1-3 tại vòng loại U22 châu Á năm 2013. Ở cấp độ U23, hai đội gặp nhau 4 lần, trong đó có 3 trận thi đấu trường SEA Games và 2 trận ở giải đấu giao hữu quốc tế. Dự kiến, để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp U23 Myanmar, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 2 tháng 6 tới. Honda Việt Nam là nhà tài trợ chính của các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Honda Việt Nam đã trở thành nhà tài trợ chính thức của các đội tuyển quốc gia Việt Nam A, bao gồm đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hợp đồng tài trợ của Honda Việt Nam với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF có thời hạn 2 năm kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Với việc gọi trở lại đội tuyển những ngôi sao sáng nhất đang thi đấu ở Nhật Bản và châu Âu, Thái Lan cho thấy rõ tham vọng bá chủ King's Cup 2019 vào tháng 6 tới, nơi đội tuyển Việt Nam góp mặt với tư cách khách mời. Thái Lan chơi lớn ở King's Cup, gọi hết dàn sao ưu tú. Theo báo chí Thái Lan, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT Somyot Pompamon khẳng định sẽ gọi tất cả cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài về dự King's Cup. Bên cạnh đó, những cầu thủ còn lại chỉ những người có phong độ cao mới được nhận vinh dự này. Bóng đá Thái Lan vừa trải qua quãng thời gian xuống dốc và King's Cup được coi là cơ hội để họ lấy lại thể diện, đồng thời tạo đà cho vòng loại World Cup năm 2022. Như vậy, có thể khẳng định, bốn cầu thủ Thái Lan nổi tiếng đã thi đấu ở nước ngoài là Chanathip Songkrasin, Consadole Sapporo Nhật Bản, Terathon Bumathan, Yokohama F. Marinos Nhật Bản, Titipan Buangchan, Arta Chinita Nhật Bản và thủ môn Kawin Thamsachanan, Oleven B. sẽ về phục vụ đội tuyển quốc gia đợt này. Tại King's Cup 2019, đối thủ của đội tuyển Việt Nam là Curacao, một đội tuyển đến từ khu vực CONCACAF. Vị trí của Curacao trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất là 82, trên Việt Nam 16 bậc. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Curacao vào lúc 16:30 ngày 5 tháng 6 năm 2019. Nếu thắng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp Thái Lan hoặc Ấn Độ ở chung kết vào 19:30 ngày 8 tháng 6. Việt Nam đối đầu Thái Lan tại bán kết King's Cup. Chiều nay, Thái Lan đã tổ chức bốc thăm King's Cup 2019. Theo những kết quả, thì những lá thăm may rủi đã đưa Việt Nam và Thái Lan đến với nhau sớm hơn. Cụ thể, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận bán kết thứ nhất, trong khi đó Ấn Độ sẽ đối đầu với Curacao ở trận bán kết còn lại. Xuân Trường, Văn Lâm không về nước ở King's Cup. Đầu tháng 6 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung để tham dự King's Cup 2019 tại Buriram, Thái Lan. Đây là bước đệm chuẩn bị cho vòng loại World Cup năm 2022 của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo kế hoạch, ngày 1 tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội. Một ngày sau đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lên đường sang Thái Lan để tham dự King's Cup 2019. Ngày 5 tháng 6, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên. Như vậy, đội sẽ chỉ có 3 ngày để chuẩn bị. Cũng do thời gian tập trung và di chuyển sang Thái Lan ngắn, trong trường hợp được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập vào đội tuyển Việt Nam, nhiều khả năng Lương Xuân Trường, Buriram United và Đặng Văn Lâm, Mong Thông United sẽ không phải trở về nước. Thay vào đó, cả hai sẽ tập trung cùng các đồng đội khi tuyển Việt Nam tới Thái Lan. Được biết, danh sách chính thức đợt tập trung tới của đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ chỉ được công bố vào tháng 5, sau khi các câu lạc bộ thi đấu xong lượt 12 World Cup 247 V-League 2019. Phan Văn Đức có nguy cơ bỏ lỡ King Cup 2019 vì chấn thương. Trao đổi với huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng của Sông Lam Nghệ An, ông nhấn mạnh: "Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa xác định Văn Đức cần chính xác bao nhiêu thời gian, có thể là 3 tuần nữa cậu ấy mới có thể sẵn sàng trở lại sân cỏ." Với tình hình hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể vẫn sẽ tập trung Phan Văn Đức lên đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ông sẽ đánh giá quá trình hồi phục và cảm giác chơi bóng của tiền đạo này trước khi quyết định xem anh có tham dự King's Cup 2019 hay không.
Trong buổi họp báo trước trận Hà Nội FC Tamines Rover trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng F AFC Cup diễn ra lúc 17 giờ ngày 15 tháng 5, đi thần huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã chia sẻ về tình trạng chấn thương của Đỗ Duy Mạnh. Cụ thể, trung vệ của đội bóng thủ đô bị mẻ xương mác và cần 3 tuần để bình phục chấn thương. Với chấn thương này, Duy Mạnh nhiều khả năng sẽ không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự King's Cup 2019 trên đất Hà Lan diễn ra từ mùng 5 đến mùng 8 tháng 6 tới. Bởi, ngoài 3 tuần để bình phục, trung vệ thuộc biên chế đội bóng thủ đô cần nhiều thời gian hơn để lấy lại cảm giác bóng tốt nhất. Đây sẽ là tổn thất rất lớn với thầy trò Park. Dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc, Duy Mạnh đã đá chính và chơi trọn vẹn tất cả các trận đấu trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam, giành huy chương bạc giải U23 châu Á 2018, hay cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup và lọt vào tứ kết vòng chung kết Asian Cup 2019. Sau chuỗi ngày đánh bóng băng ghế dự bị của câu lạc bộ Hà Nội, thủ thành Bùi Tiến Dũng có thể sẽ phải đón nhận thêm tin không vui khi nhiều khả năng anh sẽ không được gọi lên tuyển để dự King's Cup sắp tới. Bùi Tiến Dũng nguy cơ không được gọi lên tuyển dự King's Cup. Nhiều khả năng trong đợt tập trung tới, Bùi Tiến Dũng sẽ không góp mặt cùng các đồng đội. Thủ thành sinh năm 1997 đang gặp phải vấn đề ở cổ tay, có thể nói từ khá lâu và khó có thể tập luyện bình thường. Ngoài ra, việc ngồi ngoài quá lâu kể từ khi chuyển đến thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội cũng là điều có thể khiến Bùi Tiến Dũng không xuất hiện trong đợt triệu tập của thầy Park. Và theo như những thông tin mới nhất, có thể ba thủ thành sẽ cùng Việt Nam dự King's Cup lần này sẽ là Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh và Nguyễn Văn Hoàng. Trong khi đó, nhiều khả năng Tiến Dũng sẽ cạnh tranh cùng với Văn Toàn của câu lạc bộ Hải Phòng ở lứa U23. Văn Toàn xứng đáng đá chính tại King's Cup 2019. Chuẩn bị cho King's Cup 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải giải quyết khá nhiều vấn đề cả ở hàng công lẫn hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Trên hàng công vào thời điểm này, Tiến Linh đang chấn thương, Đức Trinh sa sút phong độ, Anh Đức đã lớn tuổi, Phan Văn Đức chỉ vừa bình phục chấn thương, còn Công Phượng vẫn đang tịt ngòi tại Inter United. Hiện tại, cầu thủ quê Hải Dương đang chơi rất hay tại Hoàng Anh Gia Lai trong bối cảnh đội bóng không có Công Phượng, Xuân Trường. Chủ tịch bóng đá Thái Lan thừa nhận yếu hơn Việt Nam. Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan cho rằng đội tuyển Thái Lan bị đánh giá thấp hơn so với ba đối thủ tại King's Cup 2019 nên không thể chủ quan. Ba đội khách mời quốc tế đều mạnh hơn đội tuyển Thái Lan, đó là một thử thách lớn. Chúng ta không thể xem thường. Chủ tịch FPT Somyot Pompamuang phát biểu trên tờ The Nation của Thái Lan. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cho rằng đó là cơ hội tốt để đội tuyển Thái Lan cải thiện hình ảnh. Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa, King's Cup sẽ khởi tranh. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang hoàn tất danh sách triệu tập, chuẩn bị cho giải đấu trên đất Thái Lan tới đây. Tuy nhiên, sẽ có những cầu thủ vắng mặt vì những lý do khác nhau. Và sau đây, chính là bốn cái tên ít nhiều sẽ để lại sự tiếc nuối cho người hâm mộ. Đầu tiên là Phan Văn Đức của Sông Lam Nghệ An. Chấn thương từ vòng 1 khiến cầu thủ này không thi đấu một trận nào cho tới nay. Còn nhớ trong chiến tích của Việt Nam ở AFF Cup và Asian Cup có công không nhỏ của tiền vệ nhỏ con này. Dù thể hình nhỏ con, nhưng nền tảng thể lực của Văn Đức là đáng khâm phục. Anh có thể chơi trọn vẹn tất cả các trận đấu mà không có dấu hiệu mệt mỏi. Thậm chí thi đấu trong sơ đồ, Văn Đức thường xuyên hỗ trợ về phòng thủ. Có sức bền, Văn Đức còn chơi lắt léo và biến hóa bên cánh trái. Ngoài ra, khả năng chồng biên của Văn Đức và Văn Hậu là rất ấn tượng. Dù không chơi cùng nhau ở câu lạc bộ nhưng cả hai có sự ăn ý đến lạ thường. Cái tên tiếp theo là trung vệ Đỗ Duy Mạnh của câu lạc bộ Hà Nội. Khả năng của Duy Mạnh đã được khẳng định trong suốt thời gian qua. Tuy vậy, khá đầy đủ cho hậu vệ này là anh lại dính chấn thương ngay trước thềm King's Cup. Và theo chẩn đoán, ít nhất anh cần tới 3 tuần để hồi phục hoàn toàn. Vì thế có thể chắc chắn rằng Duy Mạnh sẽ lỡ King's Cup. Thậm chí dù có phục hồi thần tốc thì anh cũng khó có thể đạt được phong độ tốt nhất. Anh Đức là cầu thủ tiếp theo vắng mặt trong đợt tập trung này. Không như hai người đàn em, anh Đức hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên theo tiết lộ từ ông Park, cầu thủ 34 tuổi xin rút khỏi đội tuyển sau chiếc vô địch AFF Cup 2018. Vắng anh Đức, huấn luyện viên Park hẳn sẽ rất đau đầu với vị trí trung phong của đội tuyển khi mà bóng đá Việt vẫn chưa tìm ra được người thay thế xứng đáng. Nhưng Alexander Đặng hay Công Phượng vẫn chưa thể đem lại sự an tâm tuyệt đối. Cái tên cuối cùng chính là cựu đội trưởng Văn Quyết. Anh chưa thể trở lại từ chấn thương ở trận đấu với Yangon United tại AFC Cup. Với kinh nghiệm dày dặn và tố chất thủ lĩnh, Văn Quyết sẽ biết cách điều tiết tinh thần các đàn em trong những trận cầu ở King's Cup sắp tới. Không mạnh về tốc độ trong thế trận phản công, nhưng ở giai đoạn tấn công và ép sân, Văn Quyết sẽ phát huy hết tố chất trong lối chơi của mình. Đây chính là bốn cái tên sẽ để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ vì sự vắng mặt của họ ở King's Cup. Nhưng chắc chắn với tài dùng người của mình, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tìm được người thay thế xứng đáng.
Ngày 5 tháng 6 sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân tại Kings Cup với chính đối thủ là đội chủ nhà và kình địch hàng đầu của chúng ta tại Đông Nam Á. Trận đấu mang tính chất rất quan trọng vì cả Việt Nam chúng ta cũng như người Thái đều muốn khẳng định lại ai mới là ông vua đích thực của Đông Nam Á. Nhiều khả năng ngay sau vòng 11 V-League 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ công bố danh sách triệu tập để chuẩn bị cho Kings Cup 2019 với dự báo không ít bất ngờ. Với màn trình diễn trong năm qua tại các giải đấu U23 châu Á, ASEAN, AFF Cup 2018 và V-League mùa giải này, dưới đây sẽ là những cái tên chắc chắn có mặt trong danh sách triệu tập và thậm chí sẽ chiếm luôn một vị trí chính thức trong đội hình của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Hãy cùng xem họ là những ai nhé. Không một ai có thể thay thế vị trí của Hải Con trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo ở mọi cấp độ đội tuyển. Mỗi khi đội bóng rơi vào tình cảnh khó khăn, cái tên Nguyễn Quang Hải là niềm hy vọng số 1 của tất cả các cổ động viên Việt Nam. Quang Hải đi bóng, Quang Hải chuyền bóng, Quang Hải ghi bàn, đó là câu bình luận quen thuộc trong mỗi trận đấu của đội tuyển trong năm 2018. Chỉ mới 21 tuổi, Quang Hải đã vượt qua rất nhiều những người đàn anh để giành danh hiệu quả bóng vàng danh giá. Tất cả những bàn thắng của Quang Hải trong màu áo các đội tuyển Việt Nam từ U23, Olympic cho đến đội tuyển quốc gia đều hết sức quan trọng. Ngay cả trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội, cầu thủ này cũng là người giúp đội bóng thủ đô thăng hoa với chức vô địch V-League 2018. Và ở thời điểm hiện tại, Quang Hải cùng Hà Nội vẫn gặt hái được những thành công tại đấu trường AFC Cup cũng như V-League 2019. Đã có thời điểm khoảng đầu tháng 2 năm 2019, Quang Hải bị quá tải do lịch thi đấu quá dày đặc trong một năm vừa rồi, của Hải lên tới hơn 70 trận. Không có thời gian nghỉ ngơi đủ để kịp hồi phục cả tâm lý thi đấu lẫn thể lực nên dễ khiến cầu thủ bị sức ì. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của câu lạc bộ Hà Nội cũng đã phát biểu, các cầu thủ đá ở đội tuyển trở về, sau thời gian dài họ thường rơi vào tình trạng chán bóng. Vì thế phải cần có thời gian để họ tìm lại cảm giác cũng như tâm lý phấn chấn nhất. Và rồi Hải ngay lập tức trở lại, phong độ của Hải tại V-League và AFC cùng Hà Nội FC là vô cùng thuyết phục. Chúng ta từng thấy Hải đá tốt dù bị huấn luyện viên Park Hang-seo xếp ở vị trí tiền vệ trung tâm, dù có thể hình nhỏ con. Tại Kings Cup 2019, nếu được xếp ở vị trí sở trường tiền vệ tấn công vào giữa, làm nhiệm vụ tổ chức và hỗ trợ sau lưng trung phong cắm hoặc tiền vệ trái, chắc chắn Quang Hải vẫn sẽ là cầu thủ nguy hiểm nhất của đội tuyển Việt Nam trước người Thái với cách chơi bóng kỹ thuật, với những cú đi bóng lắt léo cộng khả năng dứt điểm bất ngờ. Kể từ sau U23 châu Á tại Thường Châu, rồi đến AFF Cup 2018, bóng đá Việt Nam thực sự sở hữu một trung vệ đẳng cấp nhất nhì khu vực. Dù độ tuổi được gọi là còn rất trẻ ở vị trí của mình, thể hình lại không phải ý tưởng, chỉ cao 1m75 nhưng với việc chuyền bóng hay, chuẩn hơn là việc phòng ngự bằng cái đầu, Trọng Huấn nổi tiếng với biệt danh là trung vệ săn tây tại V-League. Nếu cần chọn một thủ lĩnh trước khung thành, Đình Trọng là người thích hợp nhất giữ vai trò đó. Sự điềm tĩnh cùng khả năng đọc tình huống có 1-0-2 là những gì Đình Trọng có thể đem lại cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Đương nhiên không phải do cái mác được ăn cơm tuyển một thời gian mà trung vệ 22 tuổi được đảm đương nhiệm vụ quan trọng ấy. Vì nhìn Trọng thi đấu, người hâm mộ hẳn phải công nhận điều đó. Nếu Quế Ngọc Hải được xem là mẫu trung vệ cộc cằn, luôn có cái đầu nóng nảy, thì Đình Trọng lại là người ngược lại. Bất kể diễn biến trận đấu có căng thẳng ra sao, trung vệ sinh năm 1997 vẫn thể hiện sự điềm tĩnh, nghiêm túc, hệt như cái cách anh đóng thùng mỗi khi ra sân chơi bóng. Và Trọng luôn là người biết cách để giúp bản thân tránh lao vào các cuộc tranh cãi không cần thiết. Cũng chính vì phẩm chất này đã giúp Đình Trọng rèn luyện sự bản lĩnh chai lì trong những thời khắc quan trọng để giữ vững khung thành đội nhà trong các giải đấu vừa qua. Ngoài ra từ lâu, người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn coi Trọng là mẫu hậu vệ có phán đoán nhạy bén. Hậu vệ chơi cho đội bóng thủ đô luôn đọc được tình huống sớm một nhịp. Điều đó tạo cho mọi người cảm giác Trọng hiểu rõ suy nghĩ và cách di chuyển của các tiền đạo như thể anh từng chơi ở vị trí đó nhiều năm. Xem cầu thủ 21 tuổi chơi bóng, tất cả đều thấy anh vẫn sẽ có những pha cắt bóng quyết liệt nhưng vừa đủ để khiến cầu thủ đối phương bất lực. Những tình huống vào bóng đó chính xác một cách tuyệt đối mà chẳng hề được xem là có ý chết hạ đối thủ. Hơn thế nữa, với báo động đỏ về phong độ của Quế Ngọc Hải, trung vệ đang chơi trong màu áo Viettel. Ở mùa giải năm nay, Quế Ngọc Hải bỗng mất phong độ một cách khó hiểu. Từng được đánh giá là trung vệ số 1 Việt Nam, nhưng từ khi về đội quân cho Viettel, cầu thủ này dính án phạt nặng và sau khi trở lại, anh thi đấu không thành công. Cùng với việc Duy Mạnh cũng gặp chấn thương lỡ Kings Cup 2019, thì Đình Trọng lại càng được đặt niềm tin hơn bao giờ hết tại hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Khi mà người Thái cũng rất khát khao một chiến thắng và đưa đội hình cực mạnh lần này để tiếp chúng ta. Gia nhập Viettel với liên tiếp những án phạt thi đấu tại V-League và sự trở lại không mấy thành công của đội trưởng tuyển Việt Nam, Quế Ngọc Hải thực sự đang đánh bất bình và có phong độ không tốt như tại AFF Cup 2018, nơi anh chứng minh tấm băng đội trưởng của mình xứng đáng với anh hơn ai hết. Dù vậy, với bối cảnh Duy Mạnh chấn thương và mặt bằng chung ở Việt Nam hiện nay rất khó có thể tìm được một cầu thủ có thể thay thế Quế Ngọc Hải, dù phong độ của cầu thủ xứ Nghệ đang có vấn đề. Huấn luyện viên Park chắc chắn sẽ không còn sự lựa chọn nào khác để thay thế anh. Điều quan trọng nhất lúc này là Quế Ngọc Hải cần phải vượt qua nguyên nhân khiến anh sa sút phong độ của mình, mà nguyên nhân chính đó nhiều khả năng là vấn đề tâm lý sau án treo giò. Những lời chỉ trích dành cho cầu thủ này vì lối chơi có phần thô bạo cũng ảnh hưởng nhiều đến phong độ. Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh từng nói về vấn đề của Hải. Tôi nghĩ Quế Ngọc Hải hiện nay đang lấn cấn giữa việc nên tranh cướp quyết liệt hay đá kỹ thuật. Thành ra cậu ấy hơi tự ti, phân tâm.
Nếu Quế Ngọc Hải đã đúng khả năng, dùng sức mạnh nhưng không để phạm lỗi, thì tâm lý sẽ dần tốt lên. Điều này cũng một phần do sân cỏ Việt Nam cầu thủ hay phạm lỗi vặt quá, làm vỡ vụ trận đấu nên đánh mất thiện cảm với khán giả. Quế Ngọc Hải phạm lỗi dẫn đến án treo giò 4 trận, rồi áp lực từ dư luận cũng khiến cho cậu ấy bị phân tâm, không biết nên đá kiểu nào. Nếu có một bác sĩ tâm lý hoặc huấn luyện viên làm được công tác tư tưởng, thì Quế Ngọc Hải sẽ trở lại đúng với con người thật của mình thôi. Và với huấn luyện viên Park Hang-seo, một người rất hiểu các học trò của mình, hy vọng ông sẽ giải tỏa được vấn đề này và giúp Quế Ngọc Hải lấy lại được đẳng cấp vốn có của mình. Đoàn Văn Hậu, cậu út của đội tuyển Việt Nam cũng như Quang Hải, Hậu là nhân tố không thể thay thế ở mọi cấp đội tuyển bên hành lang cánh trái. 20 tuổi giành vô vàn giải thưởng từ tập thể đến cá nhân, cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ giới chuyên môn, truyền thông và người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế. Đoàn Văn Hậu thực sự là mẫu cầu thủ cực kỳ hiếm có của bóng đá Việt Nam. Văn Hậu tham gia phòng ngự rất hiệu quả và có khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Đội tuyển Việt Nam ít có ai cầu thủ toàn diện được như vậy. Ở tuổi 20, cả bầu trời tương lai vẫn rộng mở trước mắt Đoàn Văn Hậu, và nếu tiếp tục không ngừng hoàn thiện, phấn đấu và khiêm nhường như đã từng thể hiện trong suốt 2 năm qua, hậu vệ quê lúa sẽ còn tiến thêm những bước rất dài. Và chắc chắn tại Kings Cup sắp tới trên đất Thái Lan, chàng trai quê lúa Thái Bình vẫn sẽ khiến người Thái đau đầu lắm đây. Những ngày gần đây, cái tên Philip Nguyễn nổi lên như một trong những đối trọng lớn nhất của Đặng Văn Lâm trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trong chuyến thị sát tại châu Âu, huấn luyện viên Park Hang-seo không hoàn toàn để ý nhiều đến thủ môn cao tới 1m90 đang chơi bóng ở Cộng hòa Séc, cũng như việc nhập tịch để kịp chơi tại Kings Cup 2019 của Philip là bất khả thi. Những điều đó như một lời khẳng định đanh thép cho vị trí số 1 trong khung gỗ của thủ môn Đặng Văn Lâm tại giải đấu lần này. Kể từ đầu mùa giải, phong độ của cầu thủ sinh năm 1993 trong màu áo Muang Thong United là cực tốt. Trong khi câu lạc bộ này đang chìm sâu trong khủng hoảng, thì Văn Lâm chính là điểm sáng hiếm hoi nhất. Khả năng bắt bóng xuất sắc cộng với sự hiểu biết về bóng đá Thái Lan là một tấm vé quá chắc chắn để đảm bảo vị trí số 1 của Đặng Văn Lâm. Mặc dù hiện nay tại V-League cũng có nhiều thủ môn đang có phong độ tốt như Nguyên Mạnh, Văn Toản Hải Phòng hay Văn Công Hà Nội FC, nhưng xét cho cùng thì Lâm Tây vẫn là người hoàn hảo và có kinh nghiệm tốt nhất trên mặt trận tuyển quốc gia. Hơn thế nữa, với việc thi đấu tại Thái, Văn Lâm cũng có nhiều kinh nghiệm và sự hiểu biết nhất định về bóng đá Thái Lan cũng như các tuyển thủ Thái Lan tại đây. Việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho anh cũng như hỗ trợ chỉ đạo phòng ngự cùng các đồng đội phía trên. Hãy xem tại Kings Cup 2019 này, Văn Lâm sẽ tiếp tục bảo vệ khung thành tuyển Việt Nam ra sao nhé. Hùng Dũng là một tiền vệ có thể hình và chiều cao không nổi bật. Thế nhưng anh lại chính là người nắm giữ chìa khóa cho những đợt lên bóng của câu lạc bộ Hà Nội. Hùng Dũng hội tụ đầy đủ sự linh hoạt, nhãn quan chuyển thuật và quan trọng nhất là khả năng pressing gây áp lực lên đối phương rất tốt. Dù nhỏ con, nhưng khả năng chứng chấp của Hùng Dũng lại vô cùng đáng nể. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam liên tục phải đối đầu với những đội bóng được đánh giá cao hơn hẳn như Iraq, Qatar, Nhật Bản. Hùng Dũng có thể nhỏ con, nhưng sức tranh chấp lại không hề yếu. Khi cần tham gia phòng ngự, Hùng Dũng có thể đeo bám đối thủ một cách quyết liệt. Khi cần sự sáng tạo, anh có thể tung ra những đường chuyền mang tính quyết định. Và khi cần bàn thắng, Dũng chip cũng có thể làm được với những cú sút xa. Tại Kings Cup sắp tới, đối thủ của đội tuyển Việt Nam là Thái Lan cũng rất giỏi trong khả năng kiểm soát bóng. Để có thể đứng vững trước những đội bóng có lối chơi kiểu này, một tiền vệ như Hùng Dũng là không thể thiếu. Nguyễn Công Phượng, dù đang mắc cạn tại Incheon vì nhiều lý do, nhưng Công Phượng cũng vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi và được đánh giá là cầu thủ có khả năng xử lý bóng tốt nhất tại Incheon. Trong bối cảnh thiếu vắng một tiền đạo cắm thực thụ, khi anh Đức đã nghỉ, Đức Trinh phong độ không tốt cùng chấn thương, Tiến Linh đang chững so với mùa giải trước tại V-League. Huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng Công Phượng chơi cao nhất trên hàng công, nhưng cách ông đã làm tại Asian Cup 2019. Điểm mạnh nhất của Công Phượng là những pha đi bóng mang đầy tính đột phá. Những pha qua người của Công Phượng hứa hẹn sẽ là vũ khí lợi hại của đội tuyển Việt Nam tại đấu trường Kings Cup. Các trung phong thi đấu kém, tiền đạo lùi Phan Văn Đức chấn thương. May mà huấn luyện viên Park Hang-seo còn có Nguyễn Văn Toàn. Hiện tại, hầu như có thể đá được mọi vị trí ở tuyến đầu, đồng thời đã đạt phong độ rất cao tại V-League. Đồng thời, nhìn xuyên suốt 10 vòng đấu đã qua của giải bóng đá vô địch quốc gia, Văn Toàn chơi rất hay ở mọi vai trò trên hàng tiền đạo, khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương, chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn và tự mình ghi bàn. Với 5 bàn thắng, Văn Toàn hiện là chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất tại V-League 2019, cũng là chân sút nội gần như duy nhất có khả năng cạnh tranh danh hiệu vô phá lưới của giải năm nay. Nhưng giá trị của Văn Toàn không chỉ có thế, anh còn có thêm 4 đường chuyền thành bàn khác để các đồng đội xung quanh mình lập công. Sự hiện diện của cầu thủ này trên sân luôn khiến các hậu vệ đối phương phải cảnh giác cao độ. Tốc độ và kỹ thuật ở mức cao của Văn Toàn hiện tại giúp cho anh trở nên rất lợi hại. Đặt trường hợp các hàng hậu vệ dâng cao, họ có thể phải trả giá nếu buộc phải đua tốc độ với Văn Toàn, từ đó khiến cho áp lực mà các đối thủ tạo nên cho đội bóng sở hữu Văn Toàn sẽ giảm đi. Ngoài ra, không giống như các tiền đạo vốn có kỹ thuật cao khác,
Văn Toàn lại thi đấu rất đồng đội, khi cần truyền, anh sẽ truyền, chứ không đá theo kiểu phô diễn năng lực cá nhân. Đây lại là chi tiết hữu ích nếu Văn Toàn chơi tiền đạo lùi, hỗ trợ cho trung phong đứng ngay trên mình. Chính vì thế, có thể với Văn Toàn, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ giải được hầu hết các bài toán hóc búa nơi hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam hiện nay. Quỹ thời gian cho đợt tập trung lần này thực sự là ngắn, chỉ khoảng chưa đến 2 tuần, là không dễ để cho huấn luyện viên Park Hang-seo có thể triệu tập quá nhiều cầu thủ mới, cũng như là một danh sách dài hơn 25 người. Bởi rất khó để thuyết phục VFF đồng ý mang đi Thái Lan với danh sách cả ban huấn luyện, cầu thủ lên tới hơn 40 người, trong khi giải đấu chỉ đăng ký 23. Do đó sẽ rất khó để có cơ hội để huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập một đội tuyển Việt Nam với những nhân tố mới, khi không đủ thời gian để giáp quân hay truyền đạt ý tưởng chơi bóng cho những người lần đầu được triệu tập chung. Vì thế, gần như chắc chắn 25 cầu thủ sẽ cùng tuyển Việt Nam sang Thái Lan tới đây sẽ chỉ là những con người đã cũ, đã gắn bó với ông Park từ U23 châu Á, ASEAN, AFF Cup và Asian Cup 2019 mà thôi. Vậy còn các bạn nghĩ sao về cơ hội của 8 gương mặt này? Những ai sẽ chắc một suất cho đội hình chính thức của huấn luyện viên Park Hang-seo? Hãy comment ở bên dưới đây nhé! Xin chào và hẹn gặp lại! Hoàng Đức dính chấn thương, lỡ hẹn cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Chiều qua, tiền vệ Hoàng Đức và Vũ Minh Tuấn là hai ngôi sao của Viettel đã không được đăng ký trong trận đấu với Hải Phòng ở vòng 11 World Cup 247 V-League 2019. Nói về khả năng lên tập trung cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới của Hoàng Đức, ông Hải Biên cho hay, nếu Hoàng Đức có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam, chúng tôi sẽ buộc phải thông báo về tình trạng chấn thương của Đức cho ban huấn luyện. Với chấn thương hiện tại, Đức chưa thể kịp bình phục 100% trong thời gian tập trung được. Hoàng Đức là cầu thủ đã có màn thể hiện khá ấn tượng trong áo U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á năm 2020 diễn ra hồi tháng 3 tại Mỹ Đình. Hoàng Đức đặc biệt chơi bùng nổ trong chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan. Anh chính là quân bài chiến lược của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nếu Hoàng Đức không thể góp mặt ở đội tuyển quốc gia lần này sẽ là một sự thiếu vắng đáng tiếc. Xác nhận từ huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên của câu lạc bộ Viettel cho biết, tiền vệ Hoàng Đức đã dính chấn thương từ trước khi tham dự vòng loại U23 châu Á năm 2020 nhưng vẫn cố gắng tiếp tục thi đấu suốt quãng thời gian từ thời điểm đó khi chấn thương nặng hơn. Như vậy chắc chắn cầu thủ gốc Hải Dương sẽ lỡ hẹn ở đợt tập trung cuối tháng 5 của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tiền vệ Mạc Hồng Quân bất ngờ trở thành cái tên gây chú ý trước thềm Kings Cup 2019. Anh đã chơi gần như trọn vẹn 11 trận V-League với 941 trong tổng số 990 phút cho câu lạc bộ Quảng Ninh. Thành tích của Quân là 3 bàn thắng nhưng quan trọng là cách chơi rất ổn định trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Mạc Hồng Quân đang là một trong những tiền vệ tổ chức tốt nhất V-League 2019. Chiều ngày 24 tháng 5, Bình Dương có cuộc tiếp đón Thác Quảng Ninh ở vòng 11 V-League 2019. Tiền vệ Mạc Hồng Quân của đội khách là cầu thủ nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông, nhất là khi khán đài VIP của sân Gò Đậu có sự xuất hiện của trợ lý Park Sung-gun của huấn luyện viên Park Hang-seo đi tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị dự Kings Cup 2019. Sau chiến thắng 2-0 của Thác Quảng Ninh trước chủ nhà Bình Dương, Mạc Hồng Quân nói về việc có thể được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi trở lại đội tuyển Việt Nam thời gian tới. Tôi chưa nghe họ nói gì về danh sách tập trung đội tuyển đến lúc này. Tôi chỉ muốn tập trung cho câu lạc bộ Quảng Ninh. Tất nhiên nếu được gọi tập trung thì đó là một vinh dự và tôi sẽ chơi 100% phong độ. Khát khao trong từng cầu thủ đều luôn lớn khi cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Tôi cũng là một trường hợp như vậy.
determined challenge there. He clears the ball to safety. Passed inside. Bale shoots. That's sensational. What a goal. What a fantastic goal. It means a lot to the player. It should give him the confidence to grab more. Here's a replay of that great goal. And the crowd are well behind their team now. They've got their goal. We're back underway. Bale on the ball. Great footwork there. He quickly cleared the ball. It's with the striker. Timed. Messi. Is this the moment? Oh, here's Messi. Oh, nice finish there. Great goal there. He'll be hoping to add more to his tally now. Let's see that one again. Official has indicated 1 minute of stoppage time. And we're back underway, but how will this team... And that's it for now, half-time. This league game gets back underway. That's nicely played. What a well-timed tackle. Messi. And here's a chance. Good block there. Determined challenge there. Oh, well taken by the goalkeeper. Launched upfield by the keeper. Ronaldo. Oh, well timed. He's knocked it long. Messi. The shot's on. Oh, here's Messi. Simply no messing about there. Clean finish. That was really well taken. Here's how they did it. Time for a fresh pair of legs here then. 3-0 now. Great footwork there. No winning. They need to defend well here. He showed a bit too much to the opposition there. Nice work there. That's good link-up play. What a well-timed tackle. Sends it long. The assistant's kept his flag down. He's onside. Surely now. Here's the shot, and he scored! And it was close to missing, but the woodwork was on his side. Let's see that one again. The goals are flying in here, and he'll be chuffed with adding another. Surely they're on their way to winning the game. He dribbles the ball forward. Bale shoots. That's a safe piece of goalkeeping. Played in field. Can he get a shot in? He showed a bit too much to the opposition there. Great chance here. Messi. With a tackle.
Oh, he did really well there. Easy decision here. It's a goal kick. And the fourth official has indicated 2 minutes of stoppage time. Played short by the keeper. Good defending. And with the defender now. And both teams will be glad to hear the final whistle. The match has ended 4-0 with some quality attacking football on display. A real captain's performance today. Exactly.